chào tất cả các bạn. Bây giờ mình đang có mặt tại một cửa hiệu cắt tóc. Đó, mọi người có thể thấy không? Bên cạnh đây thì là có rất nhiều các căn để lau đầu. Đó, một cửa hiệu cắt tóc tại Uzbekistan. Và bây giờ thì chúng ta cùng trải nghiệm xem là cái quy trình cắt tóc tại Uzbekistan nó có khác gì so với tại Việt Nam hay không nhá. Let's go. Ô, có phóng viên Việt Nam anh Duy à? Hay là anh Duy phóng viên ở bên đây với anh đang ngồi cắt tóc? Ok, anh Duy, anh thấy trải nghiệm cắt tóc rồi. Uzbekistan đây nè. Xin chào mọi người, xin chào báo hình. Tôi thực sự lúc đầu tôi đến đây chỉ tò mò thôi. Nhưng mà từ nãy đến giờ trải nghiệm của tôi rất là tuyệt vời. Bởi vì như các bạn thấy đấy là các thợ cắt tóc ở đây có vẻ rất là chuyên nghiệp. Và các kiểu mẫu đầu cũng rất là hiện đại. Chứ không như tôi nghĩ về Uzbekistan các bạn ạ. Rồi, anh thực tế là các thợ cắt tóc đây cũng rất là chuyên nghiệp. Và nhìn lúc đầu thì tất cả cơ sở vật chất đều rất là ok đúng không anh? Rất chuẩn. Hôm nay em sẽ thử nghiệm phát, em sẽ cắt thử xem cái đầu mình sẽ thành như thế nào. Nên thử mọi người ạ, một trải nghiệm tuyệt vời ấy. Ok, anh cùng trải nghiệm nhé. Actually, he wants me to cut for him up to him. He can do whatever. He can do whatever to his hair. I just want to shorten my hair. Shorten, shorten, long, shorten. I want you to make me surprise. I want you to make me surprise. Okay. Oh, okay. Mới là cho mình cái kiểu tóc mình làm freestyle và ông ấy sẽ rồi tạo sự bất ngờ ấy. Đấy. Hy vọng là sẽ có một kiểu đầu mới. Bây giờ thì mình sẽ gội đầu rồi ạ. À, cái bồn rất là sành điệu, úp mặt vào sông quê. Ok, let's go. Let's go. Let's go. Look, I'm good. I'm going to go to the store. I'm going to go to the store. Ở Việt Nam chưa bao giờ được trải nghiệm cái kiểu gội đầu như thế này. Bình thường sẽ nằm lên một cái gì đó. Còn đây là nằm lên cái giường luôn. Còn đây là úp mặt vào hẳn cái bồn. Tuy vậy thì cũng không bị ấy đâu mọi người, không bị nước tràn vào tai, không bị nước tràn vào mũi và mắt gì đâu. Thôi ok. Sảng khoái. Wow. Ok.
cắt rất nhiều, không ai sợ lên đầu mình. Không ai sợ. Nhưng lại nhìn cái này lại nghĩ đến món gà xào bắp cải. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank or a budget. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Stay humble. Now wake up. Bây giờ cái xe có không ạ? Hết 120.000 một đầu, tiền son tức là khoảng 240 tiền ở Việt Nam. Đó, ok. No. Zip nắp với đùa. 1, 2, 1, enter. Ok, I will play for him. Is it enough? Ok. What? Okay. Sure. Okay. 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 120.000 người đó. Okay. Là hết 150.000 người. Lúc đầu là 240 thì cũng chỉ lấy 150.000. Ok, cũng thành công nhỉ? Đẹp trai thì giảm giá. Đẹp trai thì bình thường. Thank you. Thank you. Welcome to Uzbekistan.